No!
Không, liên hoan vẫn mời mà. Đừng có đập, đừng có đập, đừng có đập. Đúng chúng tay nó. Hey.
Ô ai ơi. Ê. Tôi chết đổ rồi. Đổ chứ bao giờ. Mày không có mày sao tao biết được nó đổ. Nữa ra. Ôi trời ơi. Cháu ơi. À thằng gì này. Con cậu không phải. Dạ. Được quay bài. Quay gì cháu. Quay tiếp cho bác. Đây. Đây. Sắp cái chân vào đấy rồi. Không được. Bốn đội điểm cho trận thứ 10-12. Thế cái lục chập ở thế này thì không bắt. Cái cam này về bên đấy. Không, nhưng mà ta phải quay thế này ta đổi mới cho. Ngược lại. Không, đổi ngược cái cam thế này mới cho được lên YouTube, thế cho thế kia nó chổng ngược. Hả? Thế cho thế kia nó chổng ngược. Không xoay được à? Không, không phải, cho lên YouTube, cho lên TV ấy. Nào nó chổng ngược. Chỉ quay kiểu này được thôi.
chết. Để cho nó nhìn tít cháu tí. Không sao, cứ để đấy. Cháu ơi, nó cãi, nó cãi, nó lại cáu. Vẫn bị cái này là vẫn mất thằng số 10. Đâu rồi? Quán Bông lại thắng rồi, 7-8 trận thắng liền rồi.